giọng vàng, chẳng kêu chẳng mạn xứng hàng tỷ kheo. Dạ con đã đọc đọc xong, kính gửi mít lại đạo tràng ạ. Nam mô Thà giá, Nam mô Thầm Khà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Dạ trước hết con thành kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính mến chào quý quý cô chú trong đạo tràng. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú 363. Yomut khá sang giá tổ bích khu mạnh tạp bà ni anut khá tổ át hằng tham mang cha đi về tí ma thu rằng tát xa bát si tăng Yomut khá dân giá tổ bích khu mạnh tạp bà ni anut khá tổ át hằng tham mang cha đi về tí ma thu rằng tát xa bát si tăng Yo ma yo mút khá sang giá tô bích khô mình ta bà ni a nút thá tô ác thằng thầm măng cha đi về tí má thú răng tách xá và xí tăng. Dạ hôm nay cho con tập kệ thử một lần, dạ có sai cho con xin sám hối trước ạ. Yo mút khá sang giả tô bít khu mạnh ta ba ni a nút tha tô a thăng tham măng chà đi bê tí ma thu răng tát xa ba si tăng Yo mút khá dân giả tô bít khu mạnh ta ba ni a nút tha tô a thân tham măng chà đi bê tí ma thu răng tát xa ba si tăng. Tỷ kheo chế ngự miệng vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa lệ lời lẽ dịu ngọt ngào. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: lành thay miệng lưỡi thiện tài, nói năng điềm đạm khoan thai dịu dàng, nghĩa kinh khéo giảng, giọng vàng chẳng kêu chẳng mạn xứng hàng tỳ kheo. Bản dịch của Hòa thượng Chế Đức. Dạ con xin trả bài xong và kính tri ân với cô chú đã lắng nghe. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thừa Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam thánh nữ. Và bây giờ con xin đọc kinh Pháp Cú số 363. Dù gia phích cú man tắc phan nhị anh nút tha rột tha tô hết thăng thăng măng cho đi bề tí mắt thu răng tá sa phạt si tăng Yô mu kha sang nhà tô phích khu man ta pha ni a nu tha tô a thăng tham măng cha đi bê tì mà thu răng ta sa phát si tăng thô răng
Tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao. Khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lành thay miệng lưỡi thiện tài, nói năng điềm đạm, khoan thai dịu dàng. Nghĩa kinh khéo giảng giọng vàng, chẳng kêu chẳng mạn xứng hàng tỳ kheo. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ kính kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Nam mô Bích Tha giá, dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Lạc cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Trần Đông ân nhiên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sư Trần Đạo ơi, Nhật Quỳnh thấy Trần Đạo vào đạo tràng rồi, có ôn bài không Trần Đạo? Dạ cảm ơn huynh Bá Thanh á cho bài học. Trần Đạo ơi có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Trần Đạo ơi. Vậy là Trần Đạo không có chút máy rồi. Dạ, chắc không cầm bích được. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 363. Yo mukha sang yato bhikkhu mantapane anu aduk Tato at thăng tham măng cha đi bê tí mát thu răng ta sạp pha xí tăng. Tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao. Khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dòng mũ kha sang và tổ phích khu mạnh ta phan ni à nụt tha tổ à thẳng thăm măng cha đi về tế mà thu răng ta sa pha si tăng. Lành thai miệng lưỡi thiện tài, nói năng điềm đạm khoan thai dịu dàng. Nghĩa kinh khéo giảng giọng vàng, chẳng kêu chẳng mạng xứng hàng tỳ kheo. Và đây là bản hộ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Xích an nhiên, xích tâm an, huynh bát tha ná, cẩm vân, cô ấy minh, xích rạng đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Phải công nhận là rạng đông mở hàng đắt lắm. Và nên là Nhật Quỳnh thích. À mà cô tu nữ Thâm Má Cha Rí cũng mở hàng đắt luôn. Dạ nên là vắng teo mà bây giờ rất là đông và cũng đủ giờ luôn. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Thâm Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh số 364. Nam mô ta sa phagavato arahato sam ma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato sam ma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato Sam ma sam buat chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trầu hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang
thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh giữ pháp từ A, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, mới mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đàn chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 364. Được quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. À, dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học câu Pháp Cú số kệ ngôn Pháp Cú số 364 trên 423 câu. Trước khi đi vào nội dung của cái bài học ngày hôm nay thì Tịnh Đạt xin có một cái thông báo nhỏ. Tịnh Đạt có trình với đại đức, với thượng tọa Tuệ Quyền về cái ngày chủ nhật là cái ngày giờ giảng của đại đức Pháp Tính khi trước. Hiện tại thì Tịnh Đạt có thỉnh ý với thượng tọa Tuệ Quyền rằng diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ giảng kinh Pháp Cú vào ngày chủ nhật thay vì môn học Abhidhamma vi diệu pháp. Do vậy cho nên một tuần thay vì diễn đàn của chúng ta giảng 4 câu, có 4 bài học về Pháp Cú, thì kể từ tuần này chúng ta sẽ có 5. Vì thế xin các vị trong ban điều hành của diễn đàn đó, chúng ta sẽ theo dõi và thông báo cho các vị giảng sư. Tại vì khi đã nâng lên 5 bài giảng, 5 cái bài học về Pháp Cú thì số lượng câu sẽ được thay đổi. Và như thế thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành một lượt về 423 Pháp Cú, và sau đó thì sẽ khai giảng lại các cái lớp khác. Và trong cái lúc này thì Tịnh Đạt có thỉnh ý Thượng tọa Tuệ Quyền, và Thượng tọa Tuệ Quyền có đồng ý rằng ngày Chủ nhật sẽ học kinh Pháp Cú thay vì học vi diệu pháp. Và cái vị đảm nhiệm cho cái lớp Pháp Cú ngày Chủ nhật đó là Thượng tọa Tuệ Quyền và bản thân của Tịnh Đạt sẽ thay phiên nhau. Kính trình chư tăng và tất cả quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú chúng ta được. Và để bắt đầu cho bài học ngày hôm nay, Tịnh Đại xin kính thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo làm lễ đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Svakato Bhagavata Dhammo Thamang namasami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ, kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 364.
Câu kệ ngôn pháp cú số 364 có nội dung như sau: Thammaramo thammarato thammang anu vicintayang thammang anu sarang bhikkhu sathamma na parihayati. Vì tỷ kheo thích, thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: Tỷ khư có chỗ trú là giáo pháp, thích thú trong giáo pháp, đang suy tư về giáo pháp, đang niệm tưởng về giáo pháp thì không rời bỏ chánh pháp. Bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ học đó là điểm sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Thammaramo thammarato. Câu thứ nhất, Thammaramo được kết hợp với hai từ là thamma cộng với lại từ arama. Thamma ở đây được hiểu là giáo pháp. Chữ arama, arama đây có nhiều nghĩa để lựa chọn. Arama đây cũng có nghĩa là thích thú hoan hỷ với cái từ động từ ramati, và cũng có nghĩa nó là cái chỗ trú, cái đậu. Và còn một cái nghĩa danh từ nó từ arama đó là cái tự viện. Ở trong bản dịch của Ngài Minh Châu đó thì chúng ta thấy là vị tiết Ngài chọn cái từ thích pháp, và ở trong bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân thì Ngài chọn cái nghĩa đó là chỗ trú. Như vậy chúng ta sẽ có hai nghĩa ở trong trường hợp này, đó là thammaramo thích pháp và thammaramo chỗ trú là pháp, là giáo pháp. Có chỗ trú là giáo pháp. Cái từ tiếp theo đó là thammarato. Thammarato cũng kết hợp bởi hai từ thamma cộng với lại rata. Thamma có nghĩa là giáo pháp. Chữ rata đây cũng bắt nguồn từ căn động từ ramati cộng với lại tiếp biến ngữ tá, thể hiện quá khứ phân từ, có nghĩa là quan hỷ thích thú. Thì chỗ này chúng ta lấy nghĩa đó là mến pháp hoặc là thích thú trong pháp. Thích thú ở trong giáo pháp. Câu thứ hai đó là thammang anuvicintayang. Thammang anuvicintayang. Thammang có nghĩa là giáo pháp. Anuvicintayang có nghĩa là đang suy tư. Ở đây có một cái một tổ hợp về tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ anu cộng với lại ví cộng với lại căn động từ chinta suy nghĩ. Kết hợp bởi cái hợp từ này thì chúng ta có được một cái cụm từ có nghĩa là đang suy tư. Đang suy tư. Câu thứ ba, thammang anusarang bhikkhu. Thammang anusarang bhikkhu. Thammang là giáo pháp. Anusarang, anusarang kết hợp bởi từ tiếp đầu ngữ anu cộng với lại căn động từ sara, sarati là ghi nhớ. Thì anusarang có nghĩa là đang niệm tưởng. Đang niệm tưởng.
Câu thứ tư à, và từ phikkhu đó là vị tỳ khưu. Dạ, vị tỳ khưu. Thammang anusarang phikkhu. Sathammana parihayati. Câu cuối cùng. Sathammana parihayati. Sathamma à, cũng được kết hợp bởi cái từ à, sát cộng với lại thamma. Chữ sát bắt nguồn từ căn động từ asati, asa. À, có nghĩa là tốt, là chánh. Chữ thamma là cái nghĩa là giáo pháp. Ná có nghĩa là không. Không. Từ parihayati. Parihayati kết hợp bởi tiếp đầu ngữ pari cộng với căn động từ là ha. Đây là ha cho tí. Có nghĩa là rời bỏ hay là tránh xa. Rời bỏ hay là tránh xa. Như vậy chúng ta đã điểm sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 364. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp số 364 có nội dung như sau. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhu sathammanaparihayati. Vị tỷ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Hoặc là bản phục thơ của ngài Giới Đức: ẩn cư với giáo pháp này, thỏa thích giáo pháp, suy ngày tưởng đêm, vị tỳ kheo như vậy đáng khen, giáo pháp cao thượng kề bên chẳng lìa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự, nguyên nhân xuất xứ của câu kệ ngôn Pháp Cú số 364 này. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn Pháp Cú số 364 này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài trú tại tịnh xá Chitavana, Xá Kỳ Viên. Đề cập đến một vị trưởng lão có tên là Thammarama. Cái danh từ Thammarama chúng ta đã thấy xuất hiện ở trong câu kệ ngôn, cái từ đầu tiên là Thammaramo. Có thể là một cái cách trùng hợp và cũng là một cái pháp danh của một cái vị trưởng lão Thammarama, vị thích thú trong pháp, nếu chúng ta lấy cái nghĩa Ram, hay là vị có chỗ trú trong là giáo pháp, một cái tên ý nghĩa rất là đẹp, vị trưởng lão Thammarama. Trong chú giải của kinh Pháp Cú thì đề cập rằng khi hay tin Đức Phật tuyên bố sau một thời gian nữa sẽ nhập Niết Bàn, tức là khi đó Đức Phật Ngài xác định rằng Ngài sẽ không có còn tiếp tục với cuộc sống ở trên đời này nữa đó, cùng với chư Tăng, cùng với chư Phật tử. Ngài không cố gắng để kéo dài cái mạng sống. Thì ở trong bản giải Pali, thưa quý vị, thể hiện bằng một cái từ nói về cái thời gian đó là Chattuma Sat. Nguyên câu Pali đó là Ito me Chattuma Satchayena Parinibbana Bhavissati.
Theo cái nghĩa của từ Pali này đó thì thể hiện đó là 4 tháng. Chatumasa Satchayena Parinibbana Pavisati. Sau 4 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn. Có một cái sự làm cho chúng ta về lịch sử đó, thì chúng ta có cái một cái sự bối rối. Ở trong kinh Parinibbana, bài kinh Mahaparinibbana, bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì chúng ta được biết rằng trong nội dung bài kinh và trong sử thì chúng ta được nghe thuyết giảng các vị giảng sư thì đề cập đến đó là Đức Phật Ngài hứa với Ma Vương khi Ngài ngụ ngự tại đền Chapala sẽ 3 tháng sau Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Nhưng trong chú giải kinh Pháp Cú thì đề cập đó là 4 tháng. Và trong các bản chú giải tiếng Việt á, thì Ngài Pháp Minh dịch là 3 tháng. Thì cái thời gian mốc thời gian này có sự chênh lệch với nhau. Tịnh Đạt cũng đã cố gắng để tìm cái nguyên nhân và có hỏi thăm các cái vị thầy nhưng chưa có được cái câu trả lời, và sẽ hứa với vị hẹn quý vị lần sau sẽ có được cái câu trả lời cho cái mốc. Và quý vị cũng đây là một cái điểm chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi cho những cái vị nào mà chúng ta có thể tin tưởng và chúng ta tham khảo. Khi mà Đức Phật Ngài khả hứa với Ma Vương á, hay là Ngài đã tuyên bố đến chư tăng cái khoảng Ngài sẽ nhập Niết Bàn đó, thì một cái tin rất là chấn động. Đối với chúng ta hiện tại bây giờ, chúng ta có một cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chư tăng. Khi mà chúng ta nghe cái tin này hoặc là chúng ta đọc lại cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì chúng ta với cái niềm tin tam bảo thì chúng ta có cái sự xúc động. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng quá trình hình thành thành lập từ khi Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài tế độ cho các vị đệ tử. Thì trước khi Đức Phật Ngài, cái thời gian mà trước khi Đức Phật Ngài viên tịch năm 80 tuổi đó, thì các vị đại đệ tử đã viên tịch trước Ngài, xem như là cái thời gian mất đi những cái vị đại đệ tử, các cái vị tướng lãnh ở trong giáo pháp, thì chúng ta thấy rằng là mất mát rất là lớn. Và đến khi mà hay tin Đức Phật Ngài chuẩn bị sắp sửa viên tịch, không còn xuất hiện ở trong 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 đời sống nữa đó, trong cuộc đời này nữa, thì phải nói là một cái tin rất là chấn động, làm cho chúng ta xúc động. Và ngay trong chư tăng lúc đó thì khi hay được cái tin này, các vị cũng xúc động y như là chúng ta bây giờ chúng ta có cái sự xúc động như vậy. Có nhiều cái khía cạnh để mà nói về cái việc mà Đức Phật Ngài tuyên bố về cái việc chuẩn bị Niết Bàn. Nhưng ở đây trong cái bài học này đó thì nhấn mạnh đó là có một cái vị tỳ kheo tên là Thammaramo. Cái vị này có một cái suy nghĩ tích cực, nhưng đối với hầu hết các vị chư tăng không hiểu đó, thì cho rằng cái vị này vô cảm, cho rằng cái vị này không có một chút xíu vì xúc động khi mà hay tin Đức Phật chuẩn bị viên tịch, Đức Phật rời xa chúng nữ. Bởi vì cái vị tỳ kheo Maramo có một cái suy nghĩ và một cái hành động không giống như là tất cả mọi cái vị khi nghe tin nghe tin này. Tỳ kheo Thammaramo khi hay tin Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì có một cái suy nghĩ rằng Đức Phật không còn sống với
chúng đệ tử được trong thời gian ngắn. Thì hiện tại bản thân của Tỳ Khưu Thammaramo chưa có tiến bộ, chưa có thành tựu ở trong cái giáo pháp như là các tầng thiền hay là các cái tầng thánh đạo quả. Cho nên cái vị Tỳ Khưu Thammaramo này đã quyết tâm, lập chí, tinh tấn để mà đạt được những cái thành tựu trong giáo pháp khi mà Đức Phật còn hiện tiền. Với cái suy nghĩ như thế này đó, thì Tỳ Khưu Thammaramo không có xúm xích, không có bàn tán, không có trao đổi, không có hỏi han về cái sự chuẩn bị niết bàn của Đức Phật, mà Tỳ Khưu Thammaramo tìm cho mình cái nơi thanh vắng, yên tịnh, cách xa những cái nhóm họp bàn tán để cố gắng tận dụng những cái thời gian mà Đức Phật ngài còn hiện tại đó, để mà thành đạt những cái đạo quả. Và khi mà Chư Tăng thấy được hành động khác lạ của Tỳ Khưu Thammaramo, trong rừng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư, con không thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn thằng Đông. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Trình lên Đức Phật, Đức Phật ngài mới gọi chư Tỳ Khưu lại. Dạ các quý vị nghe âm thanh là được chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Thì vị Tỳ Khưu Đức Phật Chư Tăng và đã Maramo để mà hỏi cái nguyên nhân tại sao có những cái hành động như vậy. Tỳ Khưu Thammaramo trình bày cái của mình lên Đức Phật và có Chư Tăng chứng minh. Sau khi trình bày như vậy, Đức Phật ngài đã tán thán Tỳ Khưu Thammaramo trước mặt chúng tăng và nói rõ rằng cái sự tích cực, suy nghĩ tích cực để đạt được những cái thành tựu ở trong giáo pháp như là thật và đáng quý, thật là đáng dương. Và Đức Phật ngài mới nói rằng vị Tỳ Khưu nào thương kính Như Lai thì hãy có những cái hành động suy nghĩ như là Tỳ Khưu Thammaramo. Đó là cái điều khích lệ như là một cái sự cúng dường đến Đức Phật. Và sau cái lời cũng như là cái sự khuyến khích về cái sự tu tập nhất là Tỳ Khưu Thammaramo, thì ngay lúc đó Tỳ Khưu Thamma được như ý nguyện, được chứng đạt được quả vị đạo A một cái vị đệ tử để đạt được những cái thành tựu hiện tại, đó là một cái sự nỗ lực đáng. Và thưa quý vị, là dùng những lễ mà Tỳ Khưu bằng cách là ngài ngâm lên bốn câu kệ ngôn để cô động lại cái ý nghĩa một cái vị Tỳ Khưu, một cái vị xuất gia vào trong giáo pháp. Sau khi xuất gia rồi đó thì cố gắng học đạo, cố gắng suy tư về cái pháp môn mà mình theo đuổi
và cố gắng để đạt được những cái kết quả thành tựu ở trong những cái pháp môn đó. Cho nên Đức Phật Ngài đã ngâm lên bốn cái câu kệ ngôn này để đúc kết và cô đọng lại cả một cái thời pháp và cái duyên sự. Thamaramo thamarato thamang anuvicintayang thamang anusarang bhikkhu sathammana parihayati. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều đầu tiên của cái duyên sự này phải nói đến đó là cái từ thiết khú. Ở trong trường hợp này do vì rằng duyên sự đang đề cập đó là nhóm chư vị chúng đệ tử tỳ kheo, không có các cái vị cận sự nam, cận sự nữ ở ngay cái thời điểm đó, và đối tượng chính đó là vị tỳ kheo tên là Thamaramo. Chúng ta cũng phải khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta cũng mở rộng cái từ thiết khú này ra. Đối tượng của cái câu kệ ngôn này hay là một cái câu chuyện liên quan đến câu kệ ngôn này sẽ là một cái câu chuyện, một cái sự sách tấn mà không những đối với tỳ khu Thamaramo hay là cho chúng đệ tử lúc bấy giờ, mà kể cả chư Phật tử ở trong thời hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta mở rộng cái đối tượng ra như vậy đó thì chúng ta sẽ đón cái ý nghĩa dạ. Con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Dạ, con kính dân mic đến sư ạ. Cảm ơn Vinh Quát Thanh An. Dạ, quý vị đợi cho gì lát. Có thể là do mạng wifi nó đang bị yếu chập chờn. Quý vị đã cho dâm nhiên lấy đó. Dạ, xin hỏi các vị có nghe được âm thanh trở lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Để tiếp tục đó là, thứ nhất là chúng ta sẽ mở rộng cái đối tượng và chúng ta nghĩ rằng đó là những cái lời sách tấn này không riêng đối với những cái vị tỳ kheo hay là những cái hàng xuất gia, mà ngay cả những cái hàng tại gia cư sĩ cũng chúng ta cũng áp dụng được cái lời dạy sách tấn này. Bởi vì khi mà chúng ta học cái duyên sự đó là ngài Thamaramo đó, thì ngài có một cái suy nghĩ rất là tích cực, và cũng giống như hiện tại chúng ta biết về Tam Bảo, biết về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, biết về lời dạy của Đức Phật đó, cũng giống như là chúng ta đang đứng trước cái ngưỡng cửa để mà ý kiến Đức Phật.
Bởi vì Đức Phật Ngài nói là ai thấy giáo pháp thì người đó thấy ta. Thì bản thân chúng ta đang đứng trước cánh cửa để mà diện kiến Đức Phật. Nếu chúng ta chỉ dừng lại tại đó, chúng ta học đạo, học pháp mà chỉ dừng lại là kiến thức để mà trao dồi kiến thức đó, chúng ta chỉ dừng lại tại đó thôi, thì chúng ta sẽ mãi mãi chúng ta sẽ không được mở cánh cửa và ý kiến Đức Phật. Bởi vì chỉ có khi nào mà chúng ta có một cái suy nghĩ tích cực, giống như là tỳ kheo Thamaramo cố gắng để mà áp dụng giáo pháp vào trong đời, vào trong cái cuộc sống của mình đó, thì lúc đó mình sẽ thấy giáo pháp ở xung quanh mình, và chúng ta sẽ đi lên con đường và đạt đến những thành quả giống như là tỳ kheo Thamaramo. Cái câu nói rằng có cái chỗ trú là giáo pháp, vui thân giáo pháp, tâm tư hằng niệm giáo pháp. Thật sự ra đây cái từ giáo pháp chúng ta chỉ hiểu là Tam Tạng kinh điển đó, thì nó cũng phải là sai. Nhưng mà giáo pháp mà chúng ta Tam Tạng kinh điển, tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thuộc để đọc tụng đó, giống như là công phu sáng chiều, thì nó cũng phải là sai. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ những cái lời kinh tiếng kệ, luôn luôn lúc nào cũng tụng niệm, luôn luôn lúc nào cũng nhẩm đọc ôn tụng. Nhưng cái hiểu rộng hơn để mà chúng ta có được cái niềm vui đó, thì cái giáo pháp ở đây đó là cái sự thật của cuộc đời. Bởi vì như là công việc của tất cả mọi người đó, thì chúng ta cũng phải có người làm nghề giảng viên, có người làm nghề đầu bếp, có người làm nghề thương mại. Tất cả những cái ngành nghề đó thì chúng ta cần phải có, thứ nhất để mà duy trì, đó là cái niềm vui. Nếu mà chúng ta chỉ vì cái danh lợi, đồng lợi đó mà chúng ta làm những cái công việc đó, thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm giỏi công việc đó, và chúng ta sẽ không đạt được những cái thành tựu ở trong công việc đó. Mà điều thiết yếu đó là phải có niềm vui trong đó. Niềm vui ở đây chưa hẳn là đam mê. Niềm vui là chúng ta có cái sự chí thú ở trong cái việc làm, giống như là một cái người nông dân trồng cây ăn trái hoặc là làm ruộng, thì phải có cái chí thú thì mới đương đầu với những cái khí hậu thời tiết, những cái thất bát mùa màng, những cái thất bại, từ đó mới dẫn đến cái thành công. Trước tiên đó là cái niềm vui. Thì cái giáo pháp cũng vậy. Giáo pháp mà chúng ta ứng dụng được trong cái đời sống đó, thì lúc đó giáo pháp sẽ mang lại cho chúng ta một cái niềm vui. Niềm vui ở đây nó không phải đó là cái niềm vui được, cái niềm vui được, mà cái niềm vui đó là chúng ta nhận ra một cái điều về cái chân lý. Cái chân lý ở trên phương diện là lý trí để mà nhận diện đó, giống là chúng ta dùng những cái từ ngữ, dùng những cái câu tục ngữ ca dao, hay là dùng những cái lời nói để mà diễn tả cái chân lý đó, thì nó chỉ đạt được một cái niềm vui nho nhỏ. Giống như là khi mà chúng ta thấy một cái cảnh tượng đám ma chẳng hạn, thì chúng ta nói rằng đời vô thường, thì cái câu nói đó nó sẽ làm cho chúng ta không có còn tham đắm, bớt đắm ở trong cái dục lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự an trú ở trong giáo pháp, suy tư niệm ở trong giáo pháp đó, thì chúng ta sẽ hiểu, cảm nhận rõ hơn
sâu sắc hơn về cái vô thường đó, hoặc là một cái câu một cái vị quản lý hay là một cái người cấp trên có những cái lời xúc phạm hay là la mắng khi mà cấp dưới hoặc là những người phục vụ phạm lỗi đó, thì đối với cái sự mà sân hận như vậy đó, một cái người mà không có an trú trong giáo pháp hay là hiểu biết về cái sự thật cuộc đời đó, thì một đó là kháng cự, kháng cự lại, hai đó là chấp nhận với cái thương đau nhưng mà không có bỏ xuống được, không có bỏ xuống được. Trừ khi nào những người mà chúng ta đã từng học giáo pháp, từng nghe lời dạy của kinh điển đó, thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ tích cực về cái sự thật cũng. Bởi vì khi mà sống ở trong đời sống, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những cái đau thương, những cái mất mát, những cái khó chịu. Và chính những cái đau thương, mất mát, khó chịu đó, nó sẽ là những cái thử thách để mà rèn luyện. Người mà lớn lên hay là trưởng thành trong một cái môi trường thuận lợi đó, cái người đó thật sự ra là người ít có cái sự rèn luyện để mà gia chạm với cuộc đời. Thì cái việc mà có an trú trong pháp, thích thú trong pháp hay là suy niệm giáo pháp đó, ở trong cái đời sống thường ngày đó, nếu chúng ta khéo suy nghĩ, khéo tác ý đó, thì chúng ta thấy giáo pháp ở mọi nơi và xung quanh cái đời sống của mình. Chứ gói gọn trong cái việc mà học kinh tiếng Pali, học kinh tiếng Việt, đọc kinh tiếng Pali, đọc kinh tiếng Việt, đọc kinh Tạng, đọc luật Tạng, kinh Tạng, vi diệu pháp Tạng, giáo pháp chỉ gói gọn ở trong cái việc đọc tụng như vậy thôi đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cái cơ hội để mà mở rộng cái việc mà hiểu giáo pháp. Vì cái bài kinh này, cái câu kệ ngôn này và cái duyên sự này nhằm đến cái mục đích hiện tại, đó là cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị xuất gia, thưa quý vị, rằng khi mà xuất gia vào trong giáo pháp thì cái việc quan trọng nhất của một vị xuất gia đó là làm sao lãnh ngộ được giáo pháp. Tại vì cái vị xuất gia nó không còn là vướng bận hay là có cái phận sự tất yếu phải làm việc, phải có nghề nghiệp, phải va chạm xã hội, mà cái việc chính là cái việc tu hành, thực hành giáo pháp. Còn bây giờ chúng ta thấy những cái vị xuất gia có những cái phật sự, những công việc đa đoan đó, thì đó là do cái xã hội hiện tại, và nhiều khi đó là một cái điều tất yếu trong cuộc sống. Có những cái niềm vui khi mà chúng ta chưa có thật sự mà có được đó, niềm vui lớn lao trong giáo pháp đó, thì chính những cái niềm vui giúp đỡ hay là thuyết giảng giáo pháp, giúp đỡ những cái người khó khăn hay là tiếp độ cho những người mới vào đạo, thì chính những cái phật sự đó nó cũng là cái niềm vui. Nhưng những cái niềm vui đó nó không có mang ý nghĩa là cái niềm vui rốt ráo ở trong cái cuộc hành trình giải thoát. Nhưng bây giờ chúng ta bỏ hết tất cả, những cái vị tu sĩ xuất gia nào cũng là tầm cầu cái niềm vui trong con đường giải thoát đó, thì phải nói rằng cái số lượng đã ít rồi, sẽ càng ít nữa. Dạ. Trong bài kinh Thừa Tự Pháp mà chúng ta biết, trong kinh
Dạ quý vị còn nghe được âm thanh không ạ? Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Bài kinh Thừa Tự Pháp, bài kinh Thừa Tự Pháp trong kinh Trung Bộ đó, Dhammadaya đó, Sutta đó, cũng nhắc đến một cái trường hợp duyên sự cũng gần như là cái nội dung của cái câu kệ ngôn pháp cú này. Ở đây có cái duyên sự là Đức Phật ngài dạy cho chúng đệ tử về hai cái điều, đó là hãy là người thừa tự pháp chứ đừng là người thừa tự tài vật của Như Lai đó. Thì cái duyên sự đó là có sau đó có hai cái vị tỳ kheo ở phương xa đi đi về, thì sau khi Đức Phật ngài thọ thực xong cái phần thức ăn còn lại đó, thì Đức Phật ngài ngày 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 để đó thì có hai vị tỳ kheo, một vị thì không có chấp nhận là chịu đói, không có kịp đi khất thực đó, chấp nhận là chịu đói, không có dùng cái thức ăn Đức Phật ngày cái tàn thực của Đức Phật đó. Còn một vị thì suy nghĩ rằng dùng cái tàn thực này để mà dứt trừ cái cơn đói trải qua trong ngày trong đêm hôm đó. Thì cái việc mà dùng cái thức ăn còn lại của Đức Phật đó, nó không có quan trọng để mà bàn ở đây. Nhưng mà Đức Phật ngày trong bài kinh có nói rằng cái vị tỳ kheo mà không có dùng cái tàn thực của Đức Phật đó, Đức Phật ngày tán thán, ngày lấy dụ cho cái việc cái pháp mà ngài dạy, hãy là người thừa tự pháp, không là người thừa tự tài vật. Thật ra thì dùng cái tàn thực còn lại của Đức Phật không phải là sai, không phải ngài tán thán cái vị tỳ kheo không dùng vật thực tàn thực của Đức Phật mà lại chê trách cái vị tỳ kheo còn lại, mà Đức Phật ngài mượn cái ví dụ đó để nói lên rằng khi cái vị mà không quá chú trọng trong cái việc thừa tự hay là thừa hưởng cái vật chất mà không riêng về của Đức Phật hay là của chư tăng đó, thì cái vị này với cái tâm tư như vậy đó, thời gian về sau, thời gian lâu ngày về sau sẽ có một cái khuynh hướng ích dục biết đủ và sẽ có hành dễ nuôi, vân vân. Trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp và cái câu kệ ngôn pháp cú số 364 này có một cái nội dung tương tự như vậy, đó là khuyến khích sách tấn cho một cái vị xuất gia hay là một cái người Phật tử có được một cái đời sống luôn luôn lúc nào cũng hướng về giáo pháp. Hướng về giáo pháp ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là cái niềm tin hướng về giáo pháp. Nhưng mà có cái niềm như thế nào mới được gọi là một cái vị luôn luôn hướng về giáo pháp? Cái niềm tin được đặt trên cái nền tảng đó là cái niềm tin thiếu trí tuệ đó, thì cái niềm tin đó chưa được gọi là cái niềm tin hướng về giáo pháp hay là trú trong pháp. Bởi vì khi chúng ta chưa có được cái trải nghiệm, chưa có được cái trải nghiệm nào, hay là chưa có được cái ứng dụng một cái pháp môn nào vào trong cái hành động hay là vào trong cái suy nghĩ, khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, khi mà chúng ta va chạm đó, hay là những cái tình huống xảy ra đó, chúng ta chưa có được cái trải nghiệm nào mà khiến chúng ta có cái sự xả ly, thì cái lúc đó cái niềm tin về giáo pháp của chúng ta còn hời hợt dữ lắm, còn rất là hời hợt. Cũng giống như là chúng ta nghĩ rằng cái việc bố thí là xả tài, cái việc mà chúng ta cho đi là chúng ta bớt cái sân tham, nhưng mà cái tình huống xảy ra đặt ra đó là chúng ta làm mất đồ hay là rớt tiền, thì cái tình huống nó xảy ra như vậy đó, được đặt ra như vậy, thì cái tâm lý chúng ta lúc đó là như thế nào? Cái người đầu tiên sẽ nói là tiếc của, tìm mọi cách để liên lạc
tìm lại cái món đồ bị mất. À, nghi ngờ những người xung quanh trộm cắp cái tiền hay là cái đồ vật của mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là cái người suy nghĩ rằng cái đồng tiền này lỡ đánh rơi rồi, không thể nào tìm lại được, giống như là đi trên đường. Thì lúc đó liền tác ý rằng xả bỏ cái tiền, cái vật dụng đó. Nếu có ai lỡ lụm được thì cũng như là vật vô chủ, người ta không có phạm tội trộm cắp. Và cái người thứ ba thâm hậu hơn thì nghĩ rằng cái gì có rồi nó cũng biến hoại. Thì những cái tình huống như vậy cũng giống như là cũng trường hợp khác, thì chúng ta sắm một cái món đồ quý, chúng ta có được một cái tặng phẩm quý giá như là một cái bộ ly trà tử sa. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta rất là quý, nhưng mà lỡ một đứa bé hay là một cái người vô ý làm vỡ nó đi, thì cái người đầu tiên xử lý cái tình huống đó là sẽ khó chịu và có những cái lời khó nghe. Và cái người khác đó thì với cái việc mà học hiểu cái hiểu giáo pháp, mình ứng dụng cái giáo pháp mình của mình đó, thì mình hiểu rằng nó là sự sơ ý, không có cố tình phá hoại. Còn một người khác lại thâm hậu hơn thì nghĩ rằng cái việc mà nó có mặt, cái bộ ly trà đó nó có mặt thì chắc chắn nó sẽ biến hoại, nó sẽ hư hao, không sớm thì muộn. Các vị thấy rằng có những cái tình huống xảy ra như vậy thì chúng ta sẽ tự trách nhiệm về về cái niềm tin của mình. Khi mà chúng ta có được cái sự gọi là bình tĩnh, không có bị tham ái hay là sân hận hay là khó chịu hay là ghen ghét ganh tị làm chiếm chiếm lấy tâm tâm tư của mình đó, khi mà đối diện các tình huống đó, thì chúng đó khi khi lúc đó chúng ta sẽ có một cái niềm vui, mà niềm vui đó là niềm vui do chúng ta thực hành giáo pháp mang lại. Và chính những cái lúc đó chúng ta sẽ đánh giá rằng chúng ta đang là người trú trong pháp, đang là người suy tư về pháp và đang là người niệm hằng niệm về giáo pháp. Chỉ có những người như vậy, chỉ có những người trú trong pháp, niệm tưởng về pháp mới có những cái suy tư, mới những cái suy nghĩ như vậy mà thôi. Và từ những cái suy tư, suy nghĩ giúp chúng ta có được cái ứng dụng ở trong những cái tình huống xã hội đó, thì chúng ta sẽ có được một niềm vui và một cái niềm tin do bản thân của chúng ta trải nghiệm. Thì lúc đó cái niềm tin đó mới thật sự là kiên cố ở trong giáo pháp. Dạ. Thì như cái điều quan trọng được nhắn gửi qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 364 này, cũng như là qua cái bài kinh thừa tự pháp đó, đó là làm thế nào mà chúng ta ứng dụng được Phật pháp, giáo pháp vào trong cái đời sống qua những nhiều cái tình huống khác nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ trắc nghiệm được mình đang ở mức độ nào, mình đang có là người trú trong pháp hay không, có thích niệm hay là tâm tư luôn suy nghĩ về pháp hay không. Chứ bằng không thì cái giáo pháp của chúng ta đó, theo định nghĩa của mình đó, là những câu kệ ngôn, là những bài kinh, hay là do cái lời nói mà chúng ta học được, hiểu được, thuộc được mà thôi. Thì xin thưa quý vị rằng ý nghĩa của câu kệ ngôn này có nội dung như vậy, Đạt cũng xin chia sẻ. Và xin gửi thêm quý vị một cái điều nữa ngắn ngắn ngủi, đó là
cái cuộc đời của chúng ta nó ngắn dữ lắm. Hiện tại bây giờ có những cái căn bệnh và nhiều nhất đó là cái đột quỵ, theo cái thống kê của thế giới và Việt Nam mình bây giờ rất là nhiều. Thì có một điều đó là bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cái quỹ thời gian của chúng ta đó, để mà học hiểu giáo pháp, thực hành giáo pháp. Có một cái suy nghĩ như thế này, hồi hồi lúc còn trẻ đó, những vị nào đã trải qua cuộc sống 50, 60 năm nữa, chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm như thế này. Hồi còn trẻ đó, chúng ta muốn đem cái sức lực, khả năng, tài trí để mà thay đổi cả cái thế giới. Và khi mà chúng ta lớn hơn chút xíu đó, chúng ta có tuổi tầm khoảng trung niên đó, 30, 40 thì chúng ta lại có một suy nghĩ là thay đổi những người xung quanh mình đã là khó rồi. Và khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm thực sự về cuộc đời này đó, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng thay đổi bản thân mình là đã là khó, đừng nói gì thay đổi những người xung quanh. Cho nên đối với cái cuộc sống tích cực đó, thì chúng ta hãy quan tâm nhiều nhất về cái đời sống của bản thân mình. Khi mình có một cái tư tưởng năng động, tư tưởng tích cực, một cái suy nghĩ đúng đắn, thì tự nhiên cái suy nghĩ đó, cái hành động tích cực đó, nó sẽ lan tỏa và ảnh hưởng những người xung quanh mà chúng ta không cần phải cố gắng để tác động. Cái điều này phải nói rằng một cái điều mà mình cũng đáng là để mà chúng ta lưu tâm. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những người xung quanh hay là những người khác được như mình nghĩ đó, thì hoàn toàn không có thể nào xảy ra được. Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với toàn thể quý vị ở trong diễn đàn Kinh Pháp Cú, bài kinh số 364 này, với một cái ý nghĩa đó là giáo pháp được ứng dụng ở trong đời sống, và cụ thể đó là trắc nghiệm qua nhiều, nhiều cái tình huống mà chúng ta phải đối diện, đối mặt hàng ngày giữa các cái mối quan hệ xã hội, gia đình, bạn bè, con cái, vợ chồng và những cái cuộc làm ăn, nhất là trong cái việc mà đó là tâm tư suy nghĩ. Khi mà chúng ta đối diện những cái tình huống khó khăn như vậy, thì tâm tư của chúng ta có được cái sự bình tĩnh, an vui, bình thản hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ trắc nghiệm rằng mình đang ở mức độ nào trong cái việc là thích pháp, mến pháp, an trú trong pháp, tâm tư hằng niệm giáo pháp. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái bài chia sẻ, bài học ngày hôm nay. Kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có được cái sự an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính mời các vị MC trở lại với chương trình. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 364 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Đồng hồ tư sắp tâm mang ngay lăng ra khăn tư sắp bê đê của ta sắp bà bù trà nâng phá quay nâng sá đa sá thị phong vân tử tê. Và hoa tư sắp bà mang ngay lăng ra khăn tư sắp bê đê của ta sắp bà nằm mà nâng phá quay nâng sá thị phong vân tử tê. Và hoa tư sắp bà mang ngay lăng ra khăn tư sắp bê đê của ta sắp bà sáng khá nâng phá quay nâng sá đa sá thị phong vân tử tê. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì để người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảnh dân hồi hướng. Gia đề hoa ta sâm ti vi ha ra hoa si ni thu phê ga rê bồ thi ga rê ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vô chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha ma cha na hoa ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra so pa na pu ta su ki ta pha quan tu tê cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa thi ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa thi cha tê sắp về pi du kha sa kha sân tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga la sang khô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya âm hề ra khan tu sắc thẩm mô sắp về bi tham ma cha ri nô vô thìm sâm pha phu nê nhà ma tham ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt tâm dân, xin xuống.